Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực miền núi phía tây nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 92 đến 95%. Khu vực thị xã Kỳ Anh nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, giật cấp 6, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 92 đến 95%. Thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 2, tức là đêm 29 ngày 30 Tết, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4 có lúc cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm trung bình từ 92 đến 97%. Quý vị khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại công ty cổ phần tập đoàn hoành sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này